Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình ra ngoài vườn. Mình đã phát hiện ở trên cây mít của nhà mình là có một tổ ong ruồi. Và hôm nay mình sẽ đốt nha. Mình sẽ lấy cái tổ ong này nha. Đây đâu thì bây giờ sẽ chặt mấy cái này để làm đuốc. Cái này cháy tốt đấy. Quẹt đây rồi, có cái sợi dây nào không? Gọi là cái sợi dây gì đi. Đây rồi. Cái này làm đuốc xong rồi đốt. Mình sẽ cho nó cháy lên, có khói và ong nó bay đi hết. Lúc đó mình mới lấy được cái tổ ong này. Rồi đây. Được cái đầu nó lại. Đây tổ ong đây. Đó. Bây giờ mình sẽ trèo lên cây này. Đứng ở đây. Ở dưới này đốt trước xong thì mới trèo lên đây xong mình lấy. Ok, bắt đầu thôi. Đốt. Cháy đi. Rồi, đuốc đã cháy. Ra hết đi. Rồi, khói rồi. Ui, tổ này lì thế nhỉ, thế mà không ra. Rốt thế mà không chết mà không ra. Thế mà nó không bay nhỉ? Nó tổ nó đi thế nhỉ? Ra mà tổ nó đi quá. Này sao không cháy nhỉ? Cháy rồi. Thế mà không ra mấy con này lì thật đấy. Anh cứ để anh viết đi. Nóng mà không ra. Thả chết mà không ra. Sao lại ong về vậy nhỉ? Ủa, ong phải đưa vào phải bay ra chứ. Thank you.
rồi em mầm luôn. Thế mà không ra. Ong này lì thật. Thế mà không bay ra. Ra này thì khói này không ra ngay ổ luôn. Rụng ngô mâm thế này nó tha rụng rồi chứ nó không ra. Bình thường có khói phải bay đấy chứ. Con này thì không đốt đâu, nó đốt nhưng mà nó không có dữ lắm đâu. Kinh nó cháy lên thui luôn. Cái kia dao đây. Cái nhà rơi cái dao vào đâu. Nặng quá, đừng có rơi đây. Nguy hiểm quá. Sao mà lọt vào đây được đây? Không đốt đâu, thoải mái đi. Cầm trên này. Đó, mật đầy luôn. Đưa vào, đưa vào đi. Rồi nha, đốt lửa thì nó mới quét đâu. Ôi gái mất rồi, không có mật mấy. Cái đó là toàn con không à. Xong, đốt rồi. Đốt. Rồi phát vào mũi. Rồi, bây giờ phải đốt lửa. Rồi đốt lửa thì nó mới bay được. Chụp kiểu hình. Như vậy là mình vừa mới lấy xong ổ tổ ong ruồi rồi. Bị đốt phát ngay mặt.
Đây. Tôi phát ngay mặt luôn, sưng rồi. Ăn được mà. Ăn chỗ này này. Đây là. Để cái dao đi. Đồ ơi, ngọt lì luôn nhá. Thử thêm cái đĩa nữa. Ngọt kinh khủng.